Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Các bác hôm nay em lên anh em một em họa mi thuần sách tay hot các bác nhá. Lông đuôi đang ra được một phần rồi anh em này. Đấy. Em này thì là chim rất là thuần đấy các bác nhá. Hot tốt, bóng bộ đẹp, bộ to anh em nhá. Nhưng mà hôm nay em lên thanh lý cho anh em thôi, bởi vì em này nó bị lỗi ngửa anh em ạ. Ngửa cũng nhẹ thôi anh em nhá, không bị nặng đâu. Anh em nào bầu kết em họa mi này thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 các bác nhá. Ngoài chim ra thì nhà em có cả cám chim anh em nhé. Chim thì có cám mi, cám phiếu, trào màu, chòe lửa, chòe than và cám tổng hợp anh em nhé. Anh em có nhu cầu thì anh em ủng hộ em nhé con nhé. Ở đây xin mời anh em ngắm em nó hot này. Em này bộ rất là to luôn các bạn. Nói chung là em này anh em về anh em nuôi nghe hót thì quá là ok luôn các bạn. Đầu mặt rất là đẹp các bạn nhé, họa nét. Lắc lồng này. Thuần chưa anh em? Rất là thuần anh em nhé. Đúng kiểu tả. Hoa đấy không? Em đứng gần như này con chim vẫn nó hoa này. Mời các bác lắng nghe giọng hót của em nói nhá. Con này cực kỳ là đẹp luôn các bác. Đây, bây giờ mới bắn này anh em này. Giọng phê chưa anh em? Chỗ này nó hơi bị ngược sáng một chút, em sẽ cầm cái lồng và treo ở chỗ khác cho anh em xem nhá. Đây, treo đây đi nhá các bác nhá. Lông đuôi đang ra anh em nhá, anh em chỉ nuôi một thời gian thôi là con chim này có cái bộ lông đuôi rất là đẹp quá. Bảo hành cho anh em không bị cắn đuôi nhá. Con này đẹp không anh em? À, trong kia em có đang tắm một con chim này anh em kìa. Nó thấy con này cứ búng cánh rồi anh em ạ. Bây giờ em sẽ tắt máy đi và em bỏ con chim ra nhé các bác nhé. Để cho bác nghe giọng hót của nó nhé. Đây, mời anh em lắng nghe giọng hót của em nói coi nhá. Em không hiểu vì sao mà nó cứ bung 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 cánh thôi. Con này đấu rất là tốt coi nhá, đấu cực kỳ tốt luôn. Quay cho người này.
cầm đây. Đây các bác này, em phải chuyển con này sang đây. Đấy, chuyển sang đây này. Đấy, các bác thấy chưa? Để quay con này. Đầu mặt nó như thế này cơ mà anh em. Chìm quá chất lượng người anh em. Quá to đẹp. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em nhá. Xin chào tất cả anh em nhá.